Các cơ quan chức năng Việt Nam phối hợp lực lượng của Lào vừa triệt phá thành công đường dây vận chuyển ma túy từ Lào vào Việt Nam với số lượng lớn. Ngày 14 tháng 9, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng BDBP tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị này và Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ Tư lệnh BDBP phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an TP. Hồ Chí Minh và lực lượng chức năng Lào vừa triệt phá thành công đường dây vận chuyển ma túy từ Lào vào Việt Nam với số lượng lớn. Cụ thể, khoảng 19 giờ ngày 8 tháng 9, tại cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, H. Hương Sơn, Hà Tĩnh, lực lượng phối hợp bắt quả tang Nguyễn Thị Hồng Hà, 44 tuổi, ngụ xã Sơn Lĩnh, H. Hương Sơn, Hà Tĩnh, vận chuyển trái phép 98 kg ma túy tổng hợp giấu trong 5 pho tượng gỗ có cài định vị. Mở rộng đấu tranh, khoảng 12 giờ ngày 10 tháng 9, tại thành phố Hồ Chí Minh, các lực lượng chức năng bắt giữ thêm 6 nghi phạm, thu giữ 19 bánh heroin và 22,5 kg ma túy tổng hợp. Chiều cùng ngày, tại khu vực biên giới tỉnh Hà Tĩnh, 4 nghi phạm khác trong đường dây trên cũng bị bắt giữ cùng tang vật là 110 kg ma túy tổng hợp dạng đá giấu trong 6 pho tượng gỗ ảnh. Tính đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng đã bắt giữ 10 nghi phạm chủ chốt, thu giữ hơn 237 kg ma túy các loại và đang tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án.